vào ngày 25 tháng 9, chính phủ Cuba vừa bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo Jorge, người có công hiện đại hóa kinh tế Cuba, vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế Cuba. Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mario Murillo Jorge vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, thay cho ông Adel Iquilero Rodriguez, nhằm đáp ứng mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa lộ trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội hiện nay. Dẫn lời Chủ tịch Raúl Castro, phóng viên truyền hình địa phương cho biết, lộ trình triển khai các đường lối chính sách kinh tế xã hội đang bước vào giai đoạn phức tạp và sâu sắc. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Cuba cần chuyển sang giai đoạn cao hơn trong lộ trình cập nhật mô hình kinh tế và kế hoạch hóa, vì đây là nguyên tắc dẫn đường cho nền kinh tế đất nước. Cũng theo thông báo, ông Izquierdo, ủy viên Bộ Chính trị, sẽ tiếp tục ở lại Bộ Kinh tế và Kế hoạch để giữ chức Thứ trưởng thường trực của bộ này. Ông Murillo là một thành viên của Bộ Chính trị, đồng thời cũng là một trong những phó chủ tịch nước. Ở tuổi 53, ông hiện đang nắm giữ vị trí bộ trưởng, có nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện cải cách mà Chủ tịch Raúl Castro đã giao phó kể từ khi kế nhiệm anh trai của mình hồi 2008. Ông Murillo cũng sẽ tiếp tục làm việc tại vị trí của mình, là người đứng đầu ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện cải cách.